có gì đâu sợ, thôi nó đi. Thôi, cạch cho Nguyên chạy đi. Chỉ bơi nào mà cạch nó thì nói ra mà lỡ thì không vô mày. Rồi các bạn hoàn thành chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ mình duỗi thẳng chân nha. Rồi mình duỗi cái mũi chân mình thẳng ra luôn. Hồ bơi Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, sáng 28 tháng 5 năm 2023. Cũng trong bộ đội bơi quen thuộc, cựu vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên lại xuất hiện với một vai trò khác. Cô trực tiếp hướng dẫn những kỹ năng bơi cho 100 em nhỏ tham gia lớp dạy bơi miễn phí. Sự xuất hiện của cô gái vàng của làng bơi Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên, làm tăng thêm sự tự tin và thích thú cho các em nhỏ khi xuống nước để học bơi. Dạ, hôm nay tụi con gặp được cô Ánh Viên thì rất vui và hạnh phúc. Thì cô hướng dẫn cho tụi con nhiều cái cách bơi lội. Thì cũng hy vọng là sau khóa hè này thì các bé được sự hướng dẫn của chị Ánh Viên thì các bé sẽ biết được bơi lội tốt, và những bé nào có năng khiếu hoặc kỹ năng thì có thể học tập theo tấm gương của chị Ánh Viên để tiếp tục con đường bơi lội. Đặc biệt dù nhà cách hồ bơi Tân Túc hơn 30 km, nhưng từ sáng sớm Ánh Viên đã dậy chuẩn bị và chạy xe tới hướng dẫn cho các em thiếu nhi. Bằng kinh nghiệm trong việc dạy bơi, đặc biệt là cho trẻ em, nên cựu vận động viên quê Cần Thơ không gặp nhiều khó khăn khi truyền đạt cho các em nhỏ. Dạ thì theo em biết là đuối nước nó sẽ thảy ra ở tất cả các tình trạng, tất cả các mọi lứa tuổi, chứ không phải là riêng trẻ em. Nên là mọi người nên cần chú ý là trước khi đi bơi cần khởi động, và khi mà mình biết bơi rồi đó, mình vẫn bơi trong cái phạm vi và có người cứu hộ hoặc là những người đi cùng. Không nên bơi một mình, đặc biệt là trẻ em cần phải, phụ huynh cần phải quan tâm đến các bạn nhỏ, đặc biệt là hè tới rồi thì nên chú ý nhiều hơn cho tất cả các bạn nhỏ. Lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi trên địa bàn huyện Bình Chánh này nằm trong khuôn khổ chương trình Khai mạc hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 do Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Bình Chánh tổ chức. Thì đây là một trong những cái hoạt động để giúp cho các em có thể hiểu biết được những cái kỹ năng cơ bản của bơi lội và có thể là phòng chống được cái thương về đuối nước, và đặc biệt là với sự hiện diện của cựu vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên thì sẽ lan tỏa cái tinh thần học bơi dành cho không chỉ các em của thiếu nhi mà dành cho cả các bậc phụ huynh. Lớp dạy bơi miễn phí tại huyện Bình Chánh được tổ chức với mục đích thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Trong dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường thủy PC08B, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng 100 áo phao cho các em thiếu nhi tham dự lớp bơi miễn phí.